Hello teacher. Can you hear me Yes. well? Okay, you don't turn on the camera, okay? Now, what did you do today? What did you do today? I love Learn. Eight. Play. Yes. Yeah, play what TV? Yes. Okay. Today is Saturday. It's a weekend, but we still have to learn because we off in the weekday. So we learn today. So now I will spend a little bit of time to review for you. Okay. Right, okay. Can you see when you see the screen? Tell me. Mình sẽ làm tiếp cái phần bài tập mà hôm bữa cô gửi về mà con chưa làm á. Mình làm phần này nha. Để có gì con còn làm bài kiểm tra. Right, okay. Can you see the screen now? No. Okay, wait a minute. Yes. Okay. List number exercise seven. Okay. Exercise seven. Use the words in the right hand column in the correct forms to complete the sentences. Okay. What form? Number one now. Ở đây mình cần danh động hay tính từ trạng từ nè. Trạng từ. Why? Why lại trạng từ? Động từ to be đúng không? À, động từ to be này. Xong đến tính trạng từ này. Đến tính từ này. Xong đến tính từ. Vậy ở đây mình cần một cái gì? Câu này mình thiếu gì? Mình có động này. Mình có tính. Mình có trạng rồi. Mình thiếu cái gì nào? Danh. Chính xác. Mình thiếu danh từ. Village là làng quê, nó là một danh từ đúng không? Tuy nhiên mình cần một cái danh từ khác. Đó, mình dựa vào những cái tính từ này. Tính từ này là tính từ chỉ về con người. Vậy danh từ ở đây là danh từ chỉ người. Được chưa? Ở đây con chọn từ gì nè? Con biết không? Villager. Ok. Villagers là những người... người sống ở nông thôn á, được chưa? Mỗi lần con chỉ cần thêm chữ er vào thì nó sẽ thành người, đúng không? Ở đây là mình có những cái danh tính từ chỉ người nè. Friendly là gì biết không? Thân thiện. Đúng rồi. Hospitable là mến khách, được chưa? Rồi, con hiểu câu 1 này không? Dễ hiểu. Rồi, ok, đến câu số 2. Ở đây mình sẽ chọn một loại từ gì nè. Con có hay thường xuyên làm bài tập này không? Không. Không, ok. Vì tôi thấy các bạn, cô có dạy một số bạn, thì có một số bạn cũng khá là quen với cái dạng này. Ok, mình chỉ có 8 câu thôi. Ok, let's try nè. Ở đây mình cần một loại từ gì nè. Trước tính từ thì mình cần cái gì nè. Sau tính từ mình cần một gì nè? Danh từ. Chính xác. Vậy collect là gì con biết không? Là thu thập. Siêu tầm. Chính xác, siêu tầm. Vậy ở đây mình chọn từ gì đây? Collection. Very good. Collection. Excellent. Đó. Nó không có khó nha. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Very good. Rồi, câu số 3 nè. Sau động từ to be, mình cần một loại từ gì nào? Hôm qua cô chỉ rồi. Sau động từ to be, mình cần một loại từ gì? Confirm. Chính xác.
colorful, đúng không? Sau động từ to be mình cần một tính từ, thì colorful là tính từ, nó có nghĩa là nhiều màu sắc, đúng không? Nhiều màu sắc. Rồi, tiếp tục nào. Câu số 4 nào. Sorry. Peacefully. Very good. Peacefully. Excellent. Câu tiếp theo nào. Câu số 5. Mình cần một danh, một chủ ngữ ở đây đúng không? Trước động từ to be thì mình cần một chủ ngữ. Rồi, vậy cho cô biết chỗ này mình chọn viết từ gì đây? Writing. Excellent, very good. Writing. Chính xác. Rồi, câu số 6 nào. Fan. Chính xác, farm. Very good. Seven. Devlog. Ok, ở đây mình cần một danh từ, được chưa? Con thấy technical. Technical là tính từ, nó có mang nghĩa là thuộc về kỹ thuật. Rồi, nên là sau tính từ thì mình sẽ đi cùng với một danh từ, được chưa? Thì ở đây danh từ của develop là gì nào? Biết không? Chính là mình. Very good. Development. Excellent. Đúng rồi, chính xác. Nó là development. Tiếp câu số 8 nào. Carefully. Chính xác. Carefully. Con ít làm dạng này, tuy nhiên con làm cũng khá là tốt rồi nè. Con hiểu được cách làm. Ok, very good. Excellent. We move to number 8. Exercise 8. Rồi, ở bài số 8 thì mình sẽ đọc hai câu. Mình sẽ bỏ câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất này nó giống y chang nhau. Đó, mình sẽ đọc hai câu này. Và con cho cô biết câu nào là câu đúng. Được chưa? Rồi, mình sẽ cho gọi là câu A và câu B á. Ok, đọc nào. Chờ cô xin. Rồi, ok. Câu số 1 nào. Câu thứ nhất sai. Chính xác, mình chọn câu đúng nha. Mình chọn câu đúng. Câu số 2 nào. Câu 1 đúng. Chính xác. Câu số 3 nào. Con hai đúng. Rồi, cô hỏi nha. Con dịch thử dịch câu số 2 này cho cô xem con dịch được không? Những đứa trẻ trong thành phố rằng nào? Friendly. Ok, con biết chữ free không? Biết. Ừ, vậy freely là gì? Trạng từ của nó. Free là gì nào? Miễn phí, tự do. Chính xác, tự do đúng không? Tự do hoặc là miễn phí, chính xác. Vậy freely là một cách tự do. Ok, nó đơn giản vậy thôi. Vậy những đứa trẻ trong thành phố gì nào? Đang chơi một cách tự do. Mặc dù chơi một cách tự do trên đường. Bởi vì chơi một cách tự do trên đường hơn bởi vì phương giao thông đông đúc, đúng hay sai? Không đúng, đúng không? Những đứa trẻ trong thành phố chơi ít tự do ở trên đường bởi vì giao thông đông đúc. Câu đúng của mình là
câu à, được chưa? Nó phải là ít tự do hơn chứ không thể nào là tự do hơn được, đúng không? Yeah. Rồi, ok, câu số 4. Hôn nhất đúng. English faster than. Ok. Câu thứ nhất không đúng, còn là câu số 2 sẽ đúng. Không nhanh như, được chưa? Ở nông thôn đời sống là không nhanh như ở thành phố, câu thứ hai mới đúng. Còn câu thứ nhất á là nếu như nó là faster. Ok, mình sẽ dùng câu số 2 để mình so sánh điều đó nha. Con nhớ cái câu fast as không? As fast as á. Đó, nó đồng nghĩa với chữ as fast as, được chưa? Rồi, câu số 5 nè. More happily hay là happier? Câu xem nào. Ở đây mình câu 1 là người ta dùng so sánh hơn với tính từ, còn câu 2 người ta dùng so sánh hơn với trạng từ, đúng không? Khác nhau ở điều đó. Vậy cho cô biết nếu là chữ live thì mình sẽ đi với tính từ hay trạng từ nè? Trạng từ. Chính xác. Vậy câu đúng của mình phải là câu B. Đúng rồi, câu B, nhớ nha cô nha. Câu số 6 nào. Câu 10. Chính xác, very good. Chữ hardly nó không có mang nghĩa là so sánh hơn, đúng không? Hardly có nghĩa là gì? Nhắc lại cho cô nè. Sự chăm chỉ. Ok, hardly có nghĩa là hầu như không, được chưa? Nhớ lúc đầu nha, nó có nghĩa là hầu như không. Nó là một trạng từ nhưng nó có nghĩa là hầu như không, được chưa? Còn hard nó vừa là tính từ vừa là trạng từ, được chưa? Hard là một trạng từ bất quy tắc, nó là tính từ nè, nó có nghĩa là chăm chỉ. Và trạng từ thứ hai của nó cùng nghĩa nó là một cách chăm chỉ, được chưa? Nhưng nó còn một trạng từ khác, nó chính là chữ hardly, thì nó lại mang nghĩa là gì? Hầu như không. Ok. Câu số 7 nào. The starry là gì vậy cô? Ok, starry đầy sao, một bầu trời đầy sao, được chưa? Nó bắt đầu từ chữ star con, nhìn nha. Con bỏ chữ re đi, con thấy chữ star. Thì khi con thêm chữ re vào, nó là một tính từ thì mình dịch nó là đầy sao. Ví dụ như chữ color cũng vậy, đúng không? Chữ color nó là màu sắc, mình thêm chữ full vào, nó thành tính từ, mình dịch nó là nhiều màu sắc. Ok, rồi, tiếp nào. Không hỏi, không biết gì cứ hỏi cô. Câu B. Chính xác, câu B. Câu 8 nào. Câu B chính xác. Câu 9 nào.
Câu A. Very good, chính xác câu A. Rồi, mình hoàn thành khá là nhiều rồi. Hôm sau mình sẽ làm tiếp phần này nha. Thì hôm sau á, con sẽ lấy giấy ra, xong con sẽ nhìn vào và con viết đáp án, xong sau đó con sẽ show cái đáp án ra cho con check, ok? Rồi, hôm nay mình sẽ, rồi dừng lại tại đây và mình sẽ tiếp tục học bài của mình, được chưa? Ok. Sao hôm nay mạng nhà con tốt vậy thơ? Dạ. Sao hôm nay mạng nhà con tốt vậy? Dạ, tại vì hôm nay mẹ không có dạy buổi tối. Ờ, bình thường mạng dạy buổi tối. Bạn con có dạy thêm không? Có. Dạy thêm online? Dạ. À, rồi. Rồi con có học thêm lớp của mẹ không? Hay là mẹ dạy riêng? Dạ không, tại vì mẹ dạy lớp nhỏ hơn. À, còn con dạy lớp nhỏ là lớp 6, lớp 7 hả? Chỉ dạy lớp đó thôi. Dạ, tại mẹ không có dạy nhiều, tại vì không có lịch. Ừ, nhiều, nhiều việc, kiến lịch. Okay, can you see the screen now? No. No. Đúng là hôm nào mẹ con không dạy thì cô thấy mạng nhà con nó ok hơn đó. Hôm nay con không có bị lắc nè, với lại con vô nhanh hơn mọi hôm đúng không? Cô thấy cô mới gửi, bữa nay là cô rút kinh nghiệm là cô gửi link cho con xong cô đi chơi một vòng, quay lại cô vẫn chưa thấy con vào nữa. Nhưng hôm nay thì may quá, vào được. Okay, can you see the screen? Dạ rồi. Okay. Can you, what do we learn today? You know, what do we learn today? I learned math, English, geography, okay, chemistry, science. Okay, good job. So today we will go on a holiday. We will go on the holiday. So to relax. Okay? Do you want to go on the holiday? Do you want to go on a holiday? I think go to the beach. Yes, go to the beach. Excellent. I love it. I miss the holiday. I want to go somewhere. Okay. So today we will have some new words. Okay. Tell me, what is it? Torch. Very good. Torch. I love your ending sound. Okay. Good job. Torch. Listen to the V. Torch. Oh, so loud, so low. I can't hear. This one, what is it? Tent. Very good, tent. Very good. You remember the T sound at the end. Next one, you will make four of the word circles with the pictures. So now you will look at five circles. And tell me what words can you see? Okay, let's check. Let's do with the red circle. What words can you see? Camping. Excellent, camping. What else? Tent. Tent. Torch. Yes. Which picture do you match? 1, 2, 3, or 4? 3. Yeah, number 3. Thank you so much. Very good. Pink circle. What can you see? What word can you see? Climbing. Okay, we have climbing, not climbing. Right. Climbing. Yes. Um,
Sky. Sky. Rucksack. Excellent. Rucksack. Rucksack. Which picture do you match? Picture 4. Thank you so much. Rồi, cô sẽ nói một xíu về cái chữ climb này nha. Chữ climb, mặc dù nó kết thúc là chữ M, chữ B, nhưng khi mà trong phiên âm tiếng Anh á, đó, nó kết thúc bằng chữ này nè, climb, I'm, được chưa? Nó là như này. Chính vì vậy mà khi mình thêm chữ in thì mình đọc là climbing, not climbing, được chưa? Chữ âm B của chữ climb bị cầm, người ta không nói cái chữ đó. Nên mình đọc là climbing. Very good. For now. Sailing. Yes, sailing. What else? View. View. And island. 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 Iceland. No, không có S nha. Chữ island này mình sẽ không đọc chữ S, mình đọc là island. Island. Very good. Okay, which picture do you choose? Hotel. Oh no, sorry. Which picture do you match the yellow circle? Picture 1. Thank you. Picture 1. Okay, orange circle. Tell me, what is it? What word can you see? Hotel? Hotel. Yes. City. And entrance. You know entrance? No. Okay, entrance is the door. Is the door. Okay, là cái cổng đó con. Được chưa? Yeah. Okay. Right, what picture? Number two. Picture 2. Yes, picture 2. And the last one, the green one. Can you tell me the word? Can you see? Animal. Animal, one word, one more word. Animal, yes, but more. Animals. White, white. You see why? Animals. No, very good. Next one. Adventure. Excellent. Adventure, you know adventure? No. Adventure, thám hiểm mất không? Yeah. And the last word. Jungle. You know jungles? No. Jungles is a rainforest. Rainforest. Understand? No. Forest. Jungle là rừng á. Yeah. Nó đồng nghĩa. Rồi, nếu như bạn thích wild animals, bạn thích đi vào rừng, go into the jungles, thì you, it's an adventure, yeah, là một cuộc đi thám hiểm, một chuyến đi thám hiểm. Okay, good job, you do it very well. Okay, then let's check. Okay. Okay, so you have the words in four pictures. So I have a question for you. Which of these four kinds of holiday might be the most exciting? Do you find which one is the most exciting? Live in a hotel, or sailing in the sea, or camping in a tent, or go climbing? Which one do you find it the most exciting? I think camping. Camping. Okay. Why? Have you ever been camping? Have you ever gone camping? I feel happy and you can see adventure. Adventure. You want to adventure?
Yes. Wow, very good. I like it too. Have you ever been in a tent? Have you ever stayed in a tent? No. Stay in a tent? No. Okay. You stay in hotel, right? Yes. Yes, you want to find something is strange. So that's why you want to go camping and live in a tent at night. You can look at the sky, look at the starry sky and see the moon. Do you love that, Spin? Yes. Yes, I love that too. But I don't have chance to do that. Okay. Let's try next. Okay, so I have one more question for you. Do you write and tell your friends about your day on the internet? Do you text a message or call your friends and tell them about their day, your day, via internet? For example, you can use Yellow, Facebook. Yes. Yeah. So how often do you text to your friends? How many hours a day? I spend how many hours? 2 hours a day to text? 1, 2. Okay, 1 or 2 hours. So do you write, do you have a diary? Do you have a diary? You know diary? Yes. Yes. Do you write it every day? No. No? Sometimes. Sometimes. When do you write your diary? When? Special. Okay. When you have something surprise, right? Or you feel happy, or you feel sad, or you have a special emotion, so then that's time you will learn, you will write diary. Why do you write diary? Why? It helps me. Do you want to keep the memories? Yes. Yes, keep the memory. I write a diary to keep my memories. Đúng không? Giữ những cái kỷ niệm của tôi. My memories. Okay, keep my memories. Okay, that's why. What do you like the most? Do you like writing your day on the internet or you want to write on the diary? Which one do you like? Which one do you prefer? Yeah. Okay, diary. Okay, you think you like diary? Yes. On Facebook, do you often write status on the Facebook or Yellow? No. No, you are very, very shy. You're very least to do that. Okay, I'm no too. I'm not really post a lot. I don't post a lot on my new feed, Facebook or Yellow too. Okay, now
You will have the paragraph and you will read it and tell me which word do you put it in. Okay, let's read out loud. I spent much of this morning in the pool in the very good in the afternoon. Dad drove us to our city. Mình sẽ sử dụng một mệnh đề quan hệ ở đây được chưa? Mình dùng mệnh đề quan hệ chỉ người, nơi, chốn, chỉ sự vật, sự việc hay chỉ cái gì nào? Nơi, chốn. Chính xác, vậy mình dùng từ gì? Không nhớ à? Who, where, what, or which? Where. Okay, where, để cho where hoặc which hoặc that. Okay, number three, next now. Do you, what do you feel here? Is what we talk about? We talk about the past, so we feel worse. Okay. Okay. Next now, after dinner, sit down. Sit. Okay. Quá khứ đơn của sit là gì nào? Sat. Chính xác, sat down. Very good. Next now. Number five, what do you feel like? One word about. Yeah, one ở đây nó sẽ thay cho chữ story. Yeah, là tức là một câu chuyện là về một người who live in the mountains, sống ở vùng núi. Found an eagle nest, tìm thấy một cái tổ chim đại bàng. Okay, let's do next now. Around. Okay, number six, sleeping gì đó, the ground. Mình có một giới từ đi gì cùng với chữ ground nhỉ? Okay. No, 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 not up. Ground là cái mặt đất đó con. Ground là mặt đất. Sleeping on. On. Yeah, on the ground isn't easy. It's quite cold. Quite cold. It's quite cold and hard. Yeah, nó rất là lạnh và cứng. Yeah, hard ở đây nó không còn nghĩa là chăm chỉ nữa, mà hard nó còn một nghĩa nữa, cũng là tính từ, nó có nghĩa là cứng. Ok, thì con thấy ở đây thấy chữ cold và chữ hard là hai cái loại từ giống nhau, thì thông thường mình nhìn thấy như vậy mình sẽ chọn chữ and liền luôn. Rồi, câu số 8 nào. At. Very good. At or in. Excellent. Right.
Bây giờ okay, now you will look at the picture and tell me what kind of holiday is this person having? What kind of holiday? It's a my family. Can you see the screen? No. No. You're guessing, okay. Wait a minute. When you see the screen, you can answer me. If you don't, if you cannot see the screen, what do you say? What you, if you cannot see the screen, what do you say in English? You don't know. I always ask you, can you see the screen? So now, if you don't see the screen, you say, I don't see the screen. Or I cannot see the screen. Okay? Try to speak English in some simple action. Okay. Okay, can you see the screen now? Yes. Yes. Tell me, what kind of holiday is this person having? It's a... What are they doing? They have put up the tent and they have a lot of things. It's a... See the word. A camping holiday, we call it a camping holiday. Okay, one more time, say again. It's a camping holiday. It's a camping holiday. Yes, so today we will learn how to okay, can you tell me? Five things about a camping holiday that you might need. Rồi, con nói cho cô biết năm thứ mà khi đi một cái kỳ nghỉ cắm trại thì con cần nào. Ten. What? That's one. Number one is ten. Rucksack. Excellent. Camera. Camera. Shoes. Clothes. Very good. Okay. Why do you need a tent? Why do you need a tent? Okay, very good. You can say, I need a tent to stay in. Say again. I need a tent to stay in. Chính xác, I need a tent, đúng không? Mình phải trả lời đầy đủ một câu như vậy chứ. Ráng, mình sẽ trả, cố gắng trả lời được như vậy nha. Why do you need rucksack? I need a rucksack too. So for what? I need a rucksack to put in clothes. Very good. That's what I expect you to say. Excellent. Next one. Why do you need a camera? It can take
a photo. Very good, but I want you to speak in full sentence. Okay, say again. I need a camera. I need a camera to take a photo. Very good. Okay, thank you so much. Very good. I would like you try to always try to answer like that. Now you will have the last part of this lesson. You will read and fill in the gap from 1 to 5 to the best answer. Okay, let's do it. G. G, chính xác. Number two. F. Yes, F, three. E. Very good. Number four. D. D. And five. H. Excellent. Thank you so much. Very good, sir. Okay, you are very, very familiar to this. Rồi, mình sẽ có một cái câu hỏi, được chưa? Hỏi về một cái điều gì đó đã xảy ra ở một thời gian nào đó trong quá khứ. Thì nếu như cô muốn hỏi thì cô sẽ hỏi, ví dụ như lúc nãy cô muốn hỏi con là con đã bao giờ ở trong cái lều chưa, đúng không? Thì cô hỏi như nào? Have you ever stayed in a tent? Đúng không? Hồi nãy cô có dùng từ have you ever, được chưa? Thì have you ever là dùng để hỏi một câu, hỏi một điều trong quá khứ mà bạn đã làm hay chưa? Thì con có thể trả lời bằng một câu hỏi như sau là yes I have or no I haven't. Ok. Hoặc là con có thể trả lời bằng một câu phủ định khi mà sử dụng chữ never. I have never stayed in a tent. Được chưa? Mình có hai cách. Một là câu trả lời ngắn, hai là câu trả lời dài. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ đặt một vài câu hỏi và con trả lời cho cô nha. Have you ever stayed in a hotel? Yes, I have. Very good. Have you ever went abroad? Gone abroad. Have you ever gone abroad? No, I haven't. No, I haven't. Or you can say, no, I haven't never gone abroad. No, I haven't never gone abroad. Okay, excellent. Now, can you ask me a question? Have you ever go to the mountain? No, I haven't. Okay, bởi vì chữ have you ever là một thì gì nhỉ? Thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Thì động từ ở đây mình sẽ dùng V3. Thì lúc nãy cái chữ go của con phải đổi thành chữ gần, được chưa? Đặt lại câu hỏi đó cho cô nè. Have you ever gone to the mountain? No, I haven't. Have you ever
Sorry, have you ever sleep? Right. Con hỏi cô là đã bao giờ ngủ chưa hả? Dạ không, chưa chơi. Không phải. Have you ever gone to the gone to travel with your friend? Ah, yes, I have. I did a lot in the past, but now in the COVID-19, I stayed at home. I'm sad. I live with full of sadness. Okay, thank you so much. What time is it now? I don't know. Have you ever stayed in a hotel, slept in a tent, climbed a mountain, seen a wild animal? À, mình còn một phần nữa là kể chuyện, ok? Ok, but time's up now. À, mình còn khá là nhiều ha. Rồi, ok, hôm sau mình sẽ làm nốt cái phần kể chuyện và listen and color, ok? Thank you so much and bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye. See you on Wednesday. Okay, Wednesday. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye-bye. Goodbye, teacher.